Kính thưa quý vị, người mua nhà lẻ ở New York thích mua những tài sản cũ tên từ New York. Khi nhà có sẵn vẫn còn tồn kho trên khắp thị trường Hoa Kỳ, các nhà phát triển và người mua nhà lẻ ở thành phố New York đang tìm kiếm những cách thức mới để săn lùng món tài sản lý tưởng. Tại New York, hiện nay đang có một thị trường mới nổi cho những người mua nhà lẻ chuyển đổi nhà cũ thành những ngôi nhà mới trong mơ ước. Xu hướng mới nổi này đóng góp hai điều quan trọng. Một là nguồn cung cấp nhà rất chặt chẽ, người bán lẻ mua nhà cũ rồi sửa thành nhà mới có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Hai là giới trẻ giàu ở New York muốn mua nhà mới và có xu hướng muốn bản thân mình trở thành kiến trúc sư. Ông Jeffrey Berger là một cố vấn bất động sản tại địa phương, cho biết là tài sản càng đổ nát, họ càng thích mua. Họ chuyên săn lùng những ngôi nhà trong tình trạng hư nát và khi tìm thấy một ngôi nhà như vậy, họ đến đặt cọc ngay. Tuy nhiên thì các nhà đầu tư thương mại không phải là người duy nhất chuyển nhà cũ thành ngôi nhà ước mơ. Những người mua nhà cá nhân cũng đi theo xu hướng ngày càng gia tăng ở Manhattan và Brooklyn. Ông Jonathan Miller nói rằng nhà cũ có giá rẻ hơn và nhiều sự lựa chọn hơn.